nhà rồng trâu chân chặt gì theo phong dư mà chùa này sợ đời thiếu chúng sinh tạo nó của cờ một trăng lần chít trở nên chân chặt gì phong dư mà chùa này sợ đời cho nên thì y lúc bên hình tu lợ tia cho sẽ cầu chùa hiện tại hôm nào của cho bên là một thợ tới khảo sát sự bây giờ tàu muôn tu chùa thì chỗ là chỗ đô loạn gạt trâu sát sẽ là chùa nhất trâu đi nằm mỏ nó thì vẫn có y lúc ở hình tu cho sẽ cầu chùa nằm mỏ như nu và cần còn được lưu lì và ở hình tu cho nên tàu muôn và chỗ là chỗ đô lo cần cầu rồi sát cầu tê ủa trong một cái bộ truân đầu kênh cầu nhất trò quản đờ quản lúc sáng sáng em bồ lì mai đây sau sự lớn thâu tờ mà hệ tiền nhất trò này mò nút tị và đừng có gì lo hình tu xuống sẽ cầu chùa và nằm mò lòng đỡ nằm mà nhất trò đỡ lu sáng sáng em bồ lì với nhất trò đỡ lu rò lâu tiền buồn sang tàu mua chỗ đã chỗ đu ca là một trò lợi cho gì trò rò nhất trò đỡ và lúc rò buồn sang mà ủa trò lợi ta tàu mua và nó trông kế cầu ủa trò lợi tên nha cầu và nợ già đã ta tại địa của nợ già ta không biết bao giờ đuối để nó mà giờ là thầy giờ chuẩn đủ xứ mà nhất rồi sợ thầu và trong mong bây giờ xem mong chuẩn đủ đỡ chỉ có chỗ đã chỗ đủ thì là nó lo cần cầu đi là một trâu thì chỗ đã chỗ đủ chờ un là cho cầu là cầu tại địa un nợ già là không biết bao giờ đuối nhưng rồi nó còn chạy cần cầu lấy thì có chỗ nó thì không biết xem mình gì cho biết mình gì toàn tên nó sẽ để dùng để trả thiệt trở lại xem lại cho video là tôi cho thiết bị tàu xe trở làm gì để nói họ tồn chạy kinh cầu liệu cho đã cho đủ lọ đủ chia hiện thì là một sư mà là chụp hai bó hai tiền lớn tu nó chụp bó tiền trời giờ dùng chân nên trời toàn tiền là thiết xong nó bỏ tàu tiền tu cái nền gió kinh cầu liệu chân cho gì cũng như sẽ đợi thiết bỏ tàu tiền xong nó dễ xong giờ những gì giống mình tu nè lọ cha rồi xong giờ tiền nhất đầu lọ hiện tu nó sư một tiếp biết là na là chân tôi trong hút bé hiện tu nó lời mà lão tí cho na ổ lo lo thì chú ra chú đu hàng cân cầu lì cho nên đời nhất trong xong ớt xía của chú nó thọ cả chân giật xí phong dư nhất trong họ tên là gì thọ cả chân phan tu na tu chùa thế giờ họ sử dụng của chúng nó trình đầu thế chân giật xí sắm mới cho thạ khe được sự bao thì nhất là mòn đời mà tấm mới chú ra chú đu cả trong sa sừng xây bồ lì tàu ở trầu nên chỉ biết sừng tiêu tê chế bồ chùa thế họ chỉ chân nhỏ là ta tỏ và ở trong hầu và xử lý chú lần trâu trầu là tê cầu tế vò tế nó ya ta li khó bế sở tập bọt lòng tờ sư thì không mất thả đồ sở tập bọt nó sư. Ông xin tàu cho nên giật dịp hướng dư bế mặt đọc các sinh dư đủ nhất trò lì ủa lì rổ thiết.